Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không cần chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không cần chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không cần chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc arahant cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi. Do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Phật. Thamman saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Tăng. Dutiyambi bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Phật lần thứ nhì. Dutiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Pháp lần thứ nhì. Dutiyambi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Tăng lần thứ nhì. Tatiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Phật lần thứ ba. Tatiyambi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Pháp lần thứ ba. Tatiyambi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xưng uy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tutiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyampi sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti saranak các gã năng bất trí quân năng quét quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Banatibata veramani sikha padang samaniyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samaniyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara veramani sikha padang samaniyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samaniyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamachapamadathana veramani sikha padang samaniyami,
Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinnadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Suramiraya macha pamadathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dễ dối uống rượu và các chất say. Imani panchasika badami sarukang kato apama de nani chakalang samarapi tapang. Chư thiện tín phải thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, cứ cố gắng vân giữ hành theo cho đến trọn đời chớ có dễ vui. Ama pante đã xin vâng. Sile na suga tình dành thí sile na poga sambada sile na bích vô tình dành thí tắc ma silang vị sô thạc dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ sự giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ sự giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ sự giữ giới. Bởi các cửa ấy chưa thiện tính phải thọ trì giới lực cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến học tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tám giấc tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phật-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sáng-kha-ya. Và kính bạch cho đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Vatana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Sích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Thanh Á. Kính chào Maharaja, mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Công Thanh, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào cô Ái Minh, kính chào Hiển Mộng và cảm ơn Trần Đạo cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Kính lễ cô tu nữ Viriyatana vừa vào đạo tràng, mến chào Thi Lăng, mến chào Châu Phan, kính chào Sích Sương Mai, mến chào Trăng Thư, mến chào Cẩm Vân, mến chào Nguyên Tịnh, kính chào Tịnh An, kính chào Ni Ca Vũ. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Khoa, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính, đã từ bi hoan hỷ, thay mặt Chư Tôn Đức Tăng, truyền trao tam quy, ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng đạo tràng chúng ta được đại đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhơn kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trị tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con tiếp tục học hình như là cái đề tài niệm hơi thở. Dạ, nếu có sai thì sư chỉ dạy lại cho con. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dân mít đến sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có sẵn sàng chưa? Có ở trước máy chưa bạch sư? Con thấy sư mới vừa truyền giới. Dạ, đạo tràng có thấy tín hiệu của đại đức pháp tính không quý vị? Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á, cảm ơn Sịt Rạng Đông. Tại dạ, thế vậy chờ một chút xíu ha. Dạ, khi nào sư tới mãi sư cho con một tín hiệu. Dạ, con chào đạo tràng. Có những vị mới vào, dạ kính chào người phương Nam. Kính chào Hoa Sen vừa vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, không hỏi là con không hỏi sư đâu, con biết. Nếu con biết vậy hồi nãy con sẽ đọc Bali. Con thấy sư mới truyền giới, con nghĩ sư có trước mãi rồi nên con thỉnh pháp sư ngắn ngắn để đạo tràng được nghe pháp nhiều hơn. Dạ, kính chào Nghĩ Lợi vừa vào đạo tràng. Dạ, thôi bây giờ con xuống mic. Mời Rạng Đông nha. Rạng Đông có thể cầm mic chút xíu đi. Và hãy khi nào mà sư có tín hiệu thì mình thỉnh sư lên nha. Để hối quá rồi sư uống nước, sư mắc nghẹn, hoặc là sư đang có cái việc gì cần giải quyết. Thôi hả, cầm mic hoài biết nói gì nha Rạng Đông. Không biết nói gì luôn hả? Không, im lặng là vàng tốt hơn. Dạ. Dạ, con xin phép được xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy đại đức pháp tính có tín hiệu rồi.
Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Thính từ bi hoan hỷ đăng đàn. Dạ, sư cho con xin biết được đề tài ngày hôm nay sư giảng á bạch sư. Dạ, con kính nhân bích đến từ. Dạ, kính chúc đạo tràng một buổi học di diệu pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. À, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thăng Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. À, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. À, thời gian sao càng ngày nó càng gấp rút quá. Dạ. Chúng tôi chưa có kịp chuẩn bị gì hết. Dạ, kính lễ đến nhà chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về cái phần cuối của niệm hơi thở. Chúng ta học cái phần cuối nữa thưa quý vị. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái tựa đề là phần cuối của niệm hơi thở, phần cuối của niệm hơi thở nha. Bây giờ thì chúng tôi để lễ bái Tam Bảo Tôn Tạc để cho tâm trí nó tỉnh lại. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivademi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Nammāmi Lokassanatthang Paramuttamahaṃ Buddhaṃ Chát Thammaṃ Chát Bánh Nammāmi. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, kính thưa quý vị, như những cái tuần trước thì chúng ta đã học về cái đề mục niệm hơi thở rồi. Từ lúc mà chúng ta thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy thì vậy thì mong quý vị hoan hỷ mỗi lần lên giảng lại cái đề tài này chúng tôi xin được nhắc từ đầu, nhắc từ đầu để cho có những người nào người ta mới vào hoặc là bất chợt người ta được nghe cái đoạn này đó thì người ta không có ngỡ ngàng. Vậy thì đối với tu tập đề mục hơi thở đó thì như ở trong kinh tạng Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo sau khi độ ngọ xong rồi đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ rồi đi đến một cái gốc cây hay là một cái ngôi nhà trống rồi với tư thế kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt có nghĩa là đặt niệm trước mặt trong cái trường hợp này chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở thì với cái tư thế như vậy đó rồi chúng ta an trú vào ở trong cái đề mục hơi thở thì cái vị tỳ kheo tu tập chánh niệm hơi thở vô biết rõ hơi thở vô hơi thở ra biết rõ hơi thở ra hơi thở vô dài hay là ngắn biết rõ hơi thở vô dài hay là ngắn hơi thở ra biết rõ hơi thở ra dài hay là ngắn rồi khi mà thở vô vị tỳ kheo an tịnh thân hành khi mà thở vô khi mà thở ra vị tỳ kheo an tịnh thân hành khi mà thở ra thì tu tập như vậy cho suốt suốt nhiều thời gian có nhiều có nghĩa là mình tu tập nhiều cái thời thiền tập như vậy
đến một cái lúc nào đó tâm của cái vị hành giả, tâm của vị hành giả sẽ phát sanh, sẽ phát sanh cái nimitta, anapana nimitta, có nghĩa là cái ấn tướng của hơi thở. Khi mà phát sanh cái ấn tướng của hơi thở đó, thì cái vị hành giả đó chú vào cái hơi thở, và lúc bấy giờ đó tâm của cái vị đó sẽ phát sanh những cái hỷ lạc, có nghĩa là lúc đó do mình thấy cái nimitta anapana nimitta đó, thành ra cái tâm của vị hành giả lúc bấy giờ an trú ở trong đề mục được, thành ra đó tầm tứ hỷ lạc định, những cái chi thiền, có nghĩa là do cái tâm lúc bấy giờ mình theo sát được, mình theo sát được cái đề mục hơi thở của mình, thành ra đó lúc đó cái tâm của chúng ta nó không lìa khỏi, nó không có lìa khỏi được đối với cái đề mục hơi thở. Thành ra lúc đó nó tâm mình không lìa khỏi là do đâu quý vị? Do tầm nó dán vào, có nghĩa là tầm tứ nó dán, nó đã rà sát, có nghĩa là nó đã tập trung được, nó đã đồng nhất ở trên cái đề mục mình tu tập. Thì lúc đó khi mà quý vị thấy rằng hễ mà cái gì mà mình chú tâm được, thì lúc đó hỷ nó sẽ sanh lên, rồi lúc đó lạc nó sẽ sanh lên, và định có nghĩa là cái sự tập trung ở trên cái đề mục nó sẽ sanh lên. Thì trong cái trạng thái đó là vị tỷ kheo chứng đắc được sơ thiền. Khi mà chứng đắc được sơ thiền đó, cái vị đó tiếp tục tu tập cho đến khi nào cái vị đó muốn. Thí dụ cái vị đó muốn tu tập để mà đạt lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái vị đó sẽ cố gắng tu tập. Rồi khi mà tu tập đạt như vậy rồi đó, cái vị đó sẽ tiếp tục giống như là luyện thiền. Thường thường chúng ta nghe nói về năm cái pháp Wasi đó, có nghĩa là muốn nhập thiền bất cứ lúc nào mình muốn nhập là mình nhập, có nghĩa là lúc nào mà mình muốn an trú được ở trong thiền thì lúc đó chúng ta sẽ an trú. Rồi lúc nào mà chúng ta muốn xuất khỏi cái tầng thiền đó thì chúng ta sẽ xuất khỏi cái tầng thiền đó. Lúc nào chúng ta muốn quán xét những cái chi thiền đó thì chúng ta sẽ quán xét những cái chi thiền đó một cách tự tại, coi như là không bị một cái sự trở ngại gì hết, thì cái vị đó đã thường thục ở trong thiền. Khi mà thường thục ở trong thiền rồi đó thì cái vị đó sẽ tu tập chuyển qua cái thiền quán. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với thiền định đó, chỉ đạt đến tâm giải thoát thôi, có nghĩa là lúc bấy giờ tâm của cái vị hành giả đó do đè nén được năm cái truyền cái, thành ra tâm của cái vị đó đã được giải thoát khỏi năm cái truyền cái bằng cái năng lực của thiền định. Nhưng mà muốn đoạn trừ được những cái truyền cái đó, bứng tận gốc những cái phiền não đó, thì lúc bấy giờ cái vị đó phải tu tập về thiền quán. Khi mà tu tập về thiền quán đó thì cũng với cái đề mục hơi thở đó, khi đó đó cái vị đó xuất khỏi những cái tầng thiền, cái vị đó quán xét đối với tại sao mà có cái hơi thở này, do mình có cái lỗ mũi, rồi do mình có tâm, thành ra hơi thở nó sẽ đi ở trong đó, có nghĩa là hơi thở nó sẽ xuất hiện ở trong đó. Rồi cái sự xúc chạm, rồi cái sự nhận biết, rồi cái sự tác ý, thành ra nó có đầy đủ những cái quẩn, những cái trạng thái, những cái quẩn, thì lúc đó cái vị đó phát hiện ra được cái sự sanh diệt trong khi mà mình tu tập về cái đề mục hơi thở này. Đối với ở trong đề mục hơi thở khi mà chúng ta tu tập nó cũng đầy đủ cái ngũ quẩn ở trong đó. Đối với hơi thở hoặc là
đối với cái mũi của chúng ta là nó thuộc về mà sát quẩn, khi mà xúc chạm hoặc là chúng ta có cái sự tác ý thì cái những cái đó nó thuộc về cái sự tạo tác, đó là hành quẩn. Còn khi mà chúng ta cảm nhận được cái cảm giác thì cái đó là thọ quẩn. Khi mà chúng ta nhận biết được cái đó là cái hơi thở thì lúc đó đó là cái tưởng quẩn. Rồi khi mà chúng ta nhận thức được cái hơi thở vô, hơi thở ra thì đó là thức quẩn. Thành ra cái vị đó đã phân biệt được về năm cái quẩn này. Thì khi mà phân biệt được năm cái quẩn đó, cái vị đó mới quán xét từ đâu mà có những cái quẩn này. Thì cái vị đó với cái trí tuệ lúc này nó đã nhường nhuyễn rồi, thì cái vị này sẽ nhìn thấy những cái quẩn này đó là do vô minh và tham ái, và do nghiệp, do cái sự chấp thủ ở trong quá khứ mà nó hình thành như vậy. Rồi nếu mà bây giờ mà mình không chịu tu tập thì coi như là năm nhân hiện tại cũng vô minh, ái, rồi nghiệp, rồi thủ, rồi nó sẽ hình thành cái đời sống khác nữa. Thành ra chính vì cái vị hành giả khi mà tu tập thấy được rõ ràng cái điều này rồi thì vị đó không còn hoài nghi, không còn hoài nghi. Có nghĩa là do mình tu tập đời sống thiền định, thiền quán, mình đã thấy được các cái nhân để mà tạo cái ngũ quẩn này do mình đã tạo ở trong quá khứ. Rồi cái vị đó sẽ quán xét được nếu mà mình không có tu tập thì coi như là những cái nhân hiện tại nó sẽ tạo ra những cái đời sống ở trong tương lai nữa. Thành ra lúc đó cái vị hành giả này không có còn hoài nghi về nhân quả nghiệp báo, không có còn hoài nghi về nhân quả nghiệp báo. Thành ra cái vị này mới tiếp tục tu tập. Khi mà tu tập như vậy đó thì cái vị này nhận thức ra được là do nghiệp nó hình thành chúng sanh, thì từ đó cái vị này không còn cái sự hoài nghi, hoài nghi về cái đời sống này và cái đời sống sau. Có nghĩa là lúc đó mình biết rõ rồi, cái trí tuệ của cái vị đó biết rõ được là những cái nhân này nó tạo ra những cái quẩn như vậy, thì không có cái sự hoài nghi nữa, cũng như là cái vị đó đã chứng được đạo quả, đạo quả Tu Đà Hoàn. Nếu mà cái vị đó đủ duyên lành. Còn khi mà chúng ta chưa có đủ duyên lành đó, thì chúng ta lúc đó chúng ta coi như là giống như là mình đến cận, giống như là mà hồi trước mà chúng tôi nghe các ngài trưởng lão, các ngài giảng, mình có cái mình tu tập, mình có cái sát na định, hoặc là mình có cái sự cận định, hoặc là mình tu tập mà mình có được cận cái niềm tin, cận cái niềm tin, giống như là một cái vị mà gần đắc tới Tu Đà Hoàn, thì cái vị đó cũng có niềm tin về nhân quả nghiệp báo, không còn bị những cái tà kiến nó chi phối. Thì thật sự ra đó, chưa có đạt được chánh trí, chưa có đạt được chánh niệm, nhưng mà cái vị đó vẫn có niềm tin, biết rằng là có đời này có đời sau, và cái sự tu tập này sẽ dẫn đến chấm dứt cái sự đời này và đời sau đó. Thành ra cái vị đó sẽ tiếp tục tu tập. Khi mà tu tập mà cứ quán xét như vậy đó thì coi như là kết quả là ngũ căn của vị đó sẽ sanh lên. Có nghĩa là mình đối với ngũ căn của mình thì nó trong cái đời sống thường có lúc nó phát sanh, nhưng mà có lúc thì nó không phát sanh quý vị. Thí dụ như là đối với niềm tin, cái sự tinh tấn của mình, niệm của mình nó cũng có, định nó cũng có, tuệ nó cũng có, nhưng mà nó có ở cái mức độ nào thôi, nó có ở mức độ nào thôi. Nhưng mà khi mà cái vị mà tu tập, cái vị mà tu tập về thiền quán đó, thì dần dần tính căn
sẽ sanh lên, tấn căn sẽ sanh lên, niệm căn sẽ sanh lên, định căn sẽ sanh lên và tuệ căn sẽ sanh lên. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì do lúc này á, cái vị này đã dần dần diệt trừ được hoài nghi rồi. Thành ra tính căn á, nó sanh lên á, là để làm chi? Để mà nó diệt trừ những gì mà nó thuộc về tà tính. Tấn căn á, nó sanh lên để chi quý vị? Để lúc bấy giờ từ từ nó sẽ diệt được tà tinh tấn. Niệm căn á, nó sanh lên để chi? Để từ từ nó diệt được tà niệm. Rồi định căn á, sanh lên để chi? Để từ từ diệt được tà định. Và tuệ căn á, nó sanh lên để chi? Để từ từ nó diệt được tà kiến. Thì do cái vị đó tu tập tu tập thuần thục những cái pháp này, thành ra ngũ căn ngũ lực nó sẽ sanh lên. Rồi khi đó ở trong kinh đó, Đức Phật nói đó, cái vị hành giả hoặc là vị ấy sống không nương tựa, độc lập, không chấp trước vào bất cứ vật gì ở trên đời. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là vị ấy sống không có nương tựa, có nghĩa là lúc bấy giờ đó, cái vị này không có còn lệ thuộc vào tham ái với tà kiến nữa. Chúng ta đó thì thật ra đó, chúng ta do cái sự tu tập của chúng ta bây giờ đó, nếu mà lúc nào mà chúng ta có quán về pháp, có nghĩa là chúng ta an trú ở trong cái lời Đức Phật dạy, thì lúc đó coi như là nó chỉ cái tham ái và tà kiến nó vắng mặt thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà bỏ chánh pháp ra, chúng ta mà bỏ chánh pháp ra thì coi như là tham ái và tà kiến nó sẽ sanh lên. Đó, thì đối với cái vị tu tập về thiền quán này, đã nhận biết được những cái nhân nó sanh ra ngũ uẩn này, và khi mà những cái nhân này nó đã dắt, nó không còn nữa, thì ngũ uẩn không có sanh lên. Thành ra đó, hoặc là cái vị đó tu tập quán về thấy cái ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã, thành ra lúc đó cái vị này sẽ không bị lệ thuộc vào tham ái, sẽ không bị lệ thuộc vào tà kiến, không có chấp trước, chấp trước có nghĩa là chấp dựa vô bất cứ một cái vật gì ở trên đời. Có nghĩa là đối với cái sắc uẩn này, đối với cái danh uẩn này, hay là nói chung là thọ tưởng hành thức, vị ấy sẽ không nghĩ là tự ngã của tôi, hay là thuộc về tự ngã của tôi. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc bấy giờ đó, là đối với cái trí tuệ của cái vị đó đã sanh lên, là coi như là đã diệt được tham ái lẫn với tà kiến. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kinh mà cái đoạn cuối á, mà khi tu tập về niệm thân á, Đức Phật dạy là vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời, thì không phải là tự nhiên mà không chấp trước như vậy đâu quý vị. Là tại sao? Là tại vì cái vị đó đã thấy được các cái nhân tu tập thuần thục, đã thấy được rồi, thành ra không có còn chấp vào cái thân này nữa, không còn liên hệ với tham ái và tà kiến. Đó là cái vị mà tu tập về cái đề mục hơi thở. Còn bây giờ đó thì chúng tôi sẽ kết luận lại với cái sự mà tu tập cái đề mục hơi thở Anapanasati, niệm hơi thở. Thì ở trong kinh quý vị thấy có hai cái vấn đề. Một là có cái câu Phật ngôn Đức Phật là dạy là các vị tỷ kheo phải có cái sự mà sống chánh niệm, sống quán như thân, hay là quán thân trên thân đó. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái khi mà chúng ta học về 37 phẩm trợ đạo đó, được mở đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc bằng bát thánh đạo, thì lúc đó vị đó sẽ thấy được tứ đế.
Vậy thì bây giờ chúng ta tu tập ngài đề mục hơi thở này, ngài chúng ta có thấy tứ đế không quý vị? Ngài chúng ta tu tập đề mục hơi thở này, chúng ta có thấy được tứ đế không? Thì chúng tôi sẽ phân tích ngài cái phần cuối này ngài cho quý vị nghe. Thì đối với cái hơi thở đó, ngài đối với cái hơi thở đó, thì nếu mà ở trong bốn đế, nó nằm ở trong đế nào quý vị? Nó nằm ở trong khổ đế. Ngài lúc bấy giờ cái tu tập về thiền định rồi qua thiền quán đó, thì lúc bấy giờ đó là chúng ta sẽ thấy rõ ràng đối với cái hơi thở này đó, chúng ta quán xét, chúng ta thấy hơi thở này là khổ đế. Quý vị thấy khổ không? Có nhiều người ta nói nín thở mới khổ, thở cũng khổ quý vị, thở cũng khổ. Thật sự ra chẳng những mà nó khổ, mà nếu mà nói mà quán bất tịnh, nó cũng bất tịnh hết. Đó, thành ra đó, cái vị đó bây giờ, cái vị hành giả mà tu tập về cái đề mục hơi thở đó, ở trong cái giai đoạn cuối này, thì cái vị đó sẽ phân biệt được đối với hơi thở. Hơi thở, bây giờ mình nếu mà mình học theo chi pháp, chúng ta học theo chi pháp đó, đối với khổ đế đó, là 28 sắc pháp, nó nằm trong khổ đế quý vị. 52 tâm sở, 52 tâm sở trừ sở hữu tham hả? Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng đối với hơi thở là khổ đế, vị hành giả tu tập biết cái hơi thở là khổ đế. Rồi đối với khi mà mình tu tập đó, thì mình thấy cái gì mà nó thuộc về tập đế, cái gì mà nó liên hệ tới hơi thở mà nó thuộc về tập đế, đó chính là vô minh nè, ái nè, thủ nè, hành nè, nghiệp nè. Đó, thì cái này nó phải thuộc về cái nguồn gốc của khổ không? Nguồn gốc của khổ không? Do đâu mà chúng ta có cái lỗ mũi, chúng ta có cái tâm mà rồi chúng ta có hơi thở quý vị? Cũng do đời trước, do cái sự vô minh mà mình mới hình thành cái danh sắc này. Thì ở trong cái danh sắc này nó mới có cái lỗ mũi, trong danh và sắc pháp này nè, nó mới có cái lỗ mũi quý vị. Là do đời trước mình bị vô minh nó che khuất. Rồi cái hơi thở này nó có liên quan đến tham ái không? Có quý vị. Đời trước do mình tham ái, do mình tham một cái gì đó, mình muốn cái mũi của mình, cái nước da của mình, hoặc là cái hơi thở của mình nó mạnh mẽ hay là nó đẹp vân vân. Đó, thì mình có cái hơi thở đây nó cũng liên hệ đến tham ái. Rồi mình có chấp thủ không? Có quý vị. Cái hơi thở của mình coi gì chứ, là coi như là ở ngay trong kiếp sống này, đối với mình có cái sự chấp thủ về cái hơi thở mình không? Có. Đối với 28 sắc pháp mình đều chấp thủ hết. Thì ở trong đây cái hơi thở nó cũng thuộc về sắc pháp. Đó, vậy thì mình có chấp thủ không? Có quý vị. Cái hơi thở của mình sao thì sao, nhưng mà hỏi ra mình thích không? Mình thích về cái hơi thở của mình không? Mình thích chứ. Rồi ai mà nói gì mình thở mạnh quá, hỗn hển quá này kia là mình cũng không chịu. Đó, thành ra cái vị mà tu tập về cái hơi thở đó là coi như là thấy hơi thở là nó thuộc về khổ đế. Những cái nhân mà để mà nó có cái đời sau mình có danh pháp sắc pháp mà có nó liên hệ tới hơi thở này nữa nè, là vô minh, tham ái, thủ, rồi hành, rồi nghiệp. Đó, thì thực sự vị tỷ kheo đó sẽ thấy được đây là cái nguồn gốc của khổ, có nghĩa là tập đế samudaya sắc chá. Có nghĩa là mình tu tập đến cái giai đoạn này rồi. Đối với vị đó thì thật sự ra đó, bây giờ chúng ta đó, thì chúng ta nghe những cái điều này không phải là do trí tuệ của chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta biết được, chúng ta biết được bằng cái kiến văn. Thì khi mà chúng ta thực hành thì lúc bây giờ cái kiến văn nó sẽ hỗ trợ đời sống của chúng ta tu tập. Chứ nếu mà bây giờ mình không nghe những cái điều này đó, mình ngồi mình tu hoài đó, thì làm sao mà mình làm sao mà mình phát sanh mà mình thấy mà mình biết được cái điều này quý vị. Và chúng tôi nhớ mãi cái lời của sư trưởng dạy,
Sư trưởng nói rằng á, đối với á, mình ngồi mình tu tập mình quán gì nè, ở trong những đời sống đời này mình không đắc được đạo quả, đời sống sau ai chỉ cần gợi ý cho mình, à, ai đó chỉ cần gợi ý cho mình, à, biết được là à, tu tập, à, ngồi quán như vậy đó, à, tu tập vipassana, à, hoặc anapana, à, sati, nimitta này kia, thì tự nhiên là lúc đó là do cái trí tuệ bẩm sinh của mình là mình sẽ hiểu được và mình sẽ kháng khích là đối với à, cái sự tu tập. Thành ra đó à, chúng tôi nói rằng là ở đây là mình biết được mình có cái kiến văn, mình có được à, cái trình độ à, hoặc là cái sự nhận biết được à, về cái sự tu tập, à, rồi lúc đó mình muốn hành chừng nào mình hành. Cũng như giờ quý vị có cái quyển sách rồi, thì quý vị có quyển sách ở trong tay hoặc là có cái bản đồ trong tay rồi, thì quý vị muốn à, muốn đi à, lúc nào mình đi, à, mình muốn đọc à, lúc nào mình đọc. Đó cái à, là cái lợi ích à, cho một người à, mà có học à, là như vậy. Rồi à, khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy hơi thở là khổ đế, à, những cái nhân vô minh tham ái thủ hành nghiệp này kia vân vân à, là à, tập đế. Rồi vậy thì diệt đế là cái gì? Diệt đế là khi mà vắng mặt cả hai à, vắng mặt cả hai, vắng mặt cả khổ đế à, và vắng mặt à, cả tập đế à, thì lúc bấy giờ à, là diệt đế à, Nirodha. Đó thì có nghĩa là nói về cái điều này là coi như là cái vị đó là quán à, quán thấy khi nào mà không còn à, những cái nhân này nữa à, thì coi như là không có còn à, khổ đế. Thì cái vị đó là à, tu tập như vậy là thấy được à, cái đế thứ ba à, thấy được cái đế thứ ba. Rồi à, cái đế thứ tư ấy, có nghĩa là lúc này cái vị đó đang ngồi tu tập à, đang ngồi quán quý vị à, đang ngồi quán tu tập, có nghĩa là tu tập về bát thánh đạo. À, tu tập về bát thánh đạo à, là có nghĩa là lúc bấy giờ đó à, bát thánh đạo à, nó sẽ sanh lên ở trong cái tâm của à, cái vị đó à, đang quán. Đối với bát thánh đạo á, là lúc bấy giờ á, là như thế nào à, chúng ta thấy rằng đến cái lúc mà chúng ta à, tu tập như vậy rồi thì cái đạo trí của chúng ta có nghĩa là cái tâm à, cái tâm của cái vị hành giả đó à, đang quán đó, thì lúc bấy giờ á, cái vị đó phát sanh lên là chánh kiến nè, là chánh tư duy nè à, rồi à, chánh chánh tinh tấn nè, là chánh niệm nè, là chánh định nè, có khởi lên chánh ngữ chánh nghiệp không, là chánh mạng không? Không. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì trước lúc mà mình tu tập về thiền là mình đã dọn dẹp à, về cái phần giới rồi à, chúng ta tu tập chúng ta dọn dẹp à, về cái phần giới rồi. Nhưng mà lúc à, mà bát chánh đạo đó sanh lên đó, à, thì nó có đầy đủ hết à, lúc đó đó à, bát chánh đạo đó, à, nó sanh lên đó, nó có đầy đủ hết quý vị. Vậy thì bát chánh đạo mà sanh lên đó, lúc đó với một cái chánh kiến đó, à, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chánh kiến của cái vị đó à, vào lúc đó à, khởi lên á, là sẽ coi như là sẽ dán chặt à, dán chặt vô à, niết bàn à, là do đâu? Là do chúng ta biết được à, cái sự mà cái sự diệt đế á, là vắng mặt của à, khổ đế và tập đế à, là chúng ta biết được là diệt đế là như thế nào. Khi nào mà chúng ta không còn tạo những cái nhân đó nữa là chúng ta không có còn tạo tập đế nữa, thì lúc đó đồng thời khổ đế à, nó cũng không có à, nó cũng không có sanh lên. Thành ra đó vậy thì đối với à, khổ đế và tập đế đó là vắng mặt thì nó thuộc về à, diệt đế. Thì cái trí tuệ của mình á, hiểu được à, hiểu được cái điều đó. Thành ra khi mà cái vị hành giả à, tu tập à, ngồi quán như vậy đó thì với cái chánh kiến à, siêu thế à, sanh lên sẽ biết à, niết bàn à, biết về cái sự vắng mặt của hai đế kia à, thì đó là à, đó là niết bàn.
Rồi cái chánh tư duy á, là của cái vị đó là như thế nào? Chánh tư duy của vị đó là coi như là dán tâm ngà chặt vào ngà cái ngà niết bàn. Có nghĩa là dán cái chánh tư duy của vị đó lúc này á, là không có ngà, không có để ý gì đến cái chuyện mà ở thế gian nữa, ngà chỉ dán tâm chặt vào ngà cái sự vắng mặt ngà của hai đế đầu. Ngà của hai đế đầu thì đồng nghĩa là dán chặt vào à, diệt đế. Rồi cái chánh niệm là của cái vị đó đó là sẽ như thế nào quý vị? Ghi nhớ là ghi nhớ cái chánh niệm của vị đó sẽ ghi nhớ được là coi như là vắng mặt của hơi thở, vắng mặt được các nhân của chúng là có nghĩa là à, diệt đế. Thì cái chánh niệm của quý vị đó sẽ ghi nhớ cái điều này lúc này không có còn ghi nhớ là mình ngồi hay mình đứng hay là mình nằm gì hết. Lúc này á, cái vị hành giả đó là coi như là ghi nhớ cái trạng thái vắng mặt của hai cái đế kia là có nghĩa là niết bàn. Thì cái chánh niệm lúc đó nó làm cái nhiệm vụ như vậy, nó sẽ làm cái nhiệm vụ như vậy đó. Rồi đối với chánh tinh tấn của cái vị này là lúc này làm sao? Lúc này á, chánh tinh tấn này không còn không còn ngăn ngừa ác bất thiện pháp hoặc là đoạn trừ ác bất thiện pháp nữa. Cái chánh tinh tấn của lúc này của cái vị đó đang quán về tứ đế đó là có nghĩa là sẽ nỗ lực chứng đắc niết bàn, nỗ lực chứng đắc niết bàn chứ không phải là còn ở trong những cái giai đoạn như trước kia nữa. Rồi đối với chánh định của cái vị đó là như thế nào? Chánh định của vị đó lúc này là coi như là tập trung vào niết bàn, tập trung vào cái sự đoạn diệt, cái sự vắng mặt của khổ đế và tập đế là có nghĩa là diệt đế đó, có nghĩa là niết bàn. Thành ra cái chánh định của cái vị đó là lúc bây giờ là tập trung vào cái niết bàn. Rồi vậy thì chúng ta nghe nói là thường thường mình học về chi pháp á, ở trong tâm đạo tâm quả khi mà bát chánh đạo á, mà có sanh lên á, là bát chánh đạo đồng sanh. Vậy thì chúng ta đã có chánh kiến rồi, chánh tư duy rồi, rồi chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta có chánh tinh tấn rồi, rồi chúng ta có chánh định rồi. Vậy thì còn lại á, là ba chánh nữa: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì lúc này chánh ngữ, chánh nghiệp, có chánh mạng đó có mặt không quý vị? Có mặt, có mặt. Có mặt là tại sao? Tại sao mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng lúc này đồng có mặt hết? Tại vì lúc đó đó là do chánh kiến đã sanh lên rồi, chánh tư duy đã sanh lên rồi. Thì chúng tôi hỏi quý vị, nếu mà chánh kiến mà nó sanh lên rồi đó, đang dán chặt, đang ghi nhận dán chặt, đang biết được niết bàn á, thì coi như là tà ngữ mình có sanh không? Không lẽ lúc đó mình đi nói ba cái chuyện nói dối, hoặc là mình đi nói ba cái chuyện mà nhảm nhí? Không có. Lúc bấy giờ là coi như là chánh kiến nó đã sanh lên rồi, chánh tư duy nó sanh lên rồi, mà nó sanh lên ở trong cái trường hợp này là đã dán chặt vào niết bàn rồi, đã dán chặt vào niết bàn rồi. Chánh tinh tấn là tinh tấn để mà đạt đến niết bàn, đạt đến cái trạng thái niết bàn. Thành ra đó là lúc đó là cái quy lực là tự nhiên là có chánh ngữ, chứ không thể nào mà đang quán niết bàn mà tự nhiên quay qua nói chuyện nhảm nhí chứ, không có chuyện đó. Thành ra đó chánh ngữ nó sẽ có mặt liền, chánh ngữ nó sẽ có mặt, nó sanh lên liền. Rồi hễ mà chánh ngữ nó sanh lên á, rồi đến đến chánh nghiệp, rồi không lẽ lúc đó mình đang quán, mình thấy cái sự thanh tịnh của niết bàn quá như vậy, rồi mình lúc mà mình ngưng là bắt đầu, hoặc là mình quay qua mình tà nghiệp? Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Khi mà chánh kiến chánh tư duy nó sanh lên như vậy rồi đó, thì chánh ngữ sẽ sanh lên. Mà hãy mà chánh kiến chánh tư duy mà đã sanh lên vậy rồi thì coi như là mình không còn tà nghiệp nữa quý vị, không còn tà nghiệp nữa. Nếu mà đối với đời sống bình thường, tâm của mình nó giống như là nó bị hỗn loạn, có lúc mình chánh nghiệp, có lúc mình tà nghiệp, thành ra có khi mà mình thấy như vậy mình phải ráng mình tu tập về chánh nghiệp. Nhưng mà trong lúc vị hành giả mà đã quán xét
về tứ đế này rồi, thì có chánh kiến chánh tư duy, thì lúc bấy giờ đó là quý vị biết rằng là chánh nghiệp sẽ sanh, chánh ngữ sẽ sanh, chánh nghiệp sẽ sanh, rồi lúc đó sẽ sanh cái chánh cuối cùng là chánh mạng. Chánh cuối cùng là chánh mạng. Chúng ta nên nhớ cái quy luật, cái quy luật là như vậy. Trước khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải thọ trì giới. Rồi chẳng những chúng ta thọ trì giới mà chúng ta cũng phải gìn giữ chánh nghiệp chánh mạng của chúng ta. Ngoài cái chuyện mà mình giữ giới, ngũ giới, bát quan trai giới gì đó vân vân, rồi mình cũng thọ trì chánh mạng, chánh chánh nghiệp vân vân. Nhưng mà khi mà cái vị hành giả tu tập, khi mà quán về tứ đế mà trí tuệ sanh lên rồi, thì lúc đó không có còn đi, không có còn mà đi lo mà nguyện mà giữ về con sinh nhân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chính cái điều này nè quý vị, mà lúc trước chúng tôi mới có những người người ta hỏi chúng tôi đó, là thí dụ như ngày Ân Cú Lý Ma Ná, lúc đó ở trong rừng dí Đức Phật, chạy theo dí Đức Phật, rồi Đức Phật chỉ có nói một câu thôi, rồi sau đó đó Ân Cú Lý Ma Lá mới nghe Đức Phật thuyết giảng ở tại tại cái khu rừng đó, rồi đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Thành ra cái có nhiều người ta nói đó ngày Ân Cú Lý Ma Lá đó là coi như là lúc đó là đâu có nguyện thọ ngũ giới bát quan trai giới hoặc là 227 giới gì đâu, mà sau ngày Ân Cú Lý Ma Lá cũng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn. Mà ở trong kinh đó thì nói rằng là mình tu tập phải trải qua giới định tuệ, thì người ta hỏi rằng lúc đó ngài đâu có xin họ trì ngũ giới hoặc là bát quan trai giới hoặc là 227 giới gì đâu. Nhưng mà người ta không có biết, người ta không có biết cái lúc mà mình, cái lúc đó ở trong cái phần mà nói về giới đó là có thu thúc bằng niệm nè, thu thúc giới bổn nè, thu thúc lục căn nè. Đó, thành ra quý vị thấy rằng lúc đó ngài nghe Đức Phật thuyết giảng Ân Cú Lý Ma Lá, ta đã dừng lại từ lâu rồi. Ân Cú Lý Ma Lá hỏi ở trong tâm, không biết làm sao mà đối với cái vị sa môn nó đang chạy mà nói là đã dừng lại, mà ngược lại đó thì đối với cái dòng sắc giá này hoặc là những vị sa môn này không bao giờ không bao giờ mà nói lời không chân thật đó, vậy thì có vấn đề. Thành ra Ân Cú Lý Ma Lá mới hỏi Đức Thế Tôn là vì cớ sao mà đức mình dùng hết thần lực của mình để mà mình dí theo sa môn Gotama, mà khi mà kêu sa môn Gotama đứng lại thì sa môn Gotama lại nói là ta đã đứng lại từ lâu. Thì Đức Phật mới giải thích cho Ân Cú Lý Ma Lá nghe rằng là đối với cái sự mà cầm gươm, cầm kiếm, cầm dao để mà rượt đuổi những cái sân hận, những cái điều đó là đã bỏ lại từ lâu, đã dừng lại từ lâu rồi, đã đứng lại từ lâu rồi. Còn Ân Cú Lý Ma Lá thì mới là cái người mà phải cần phải dừng lại đó. Thì lúc bấy giờ Ân Cú Lý Ma Lá mới nghe, mới hiểu cái lời của Đức Phật dạy. Đó, thành ra lúc đó đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn, đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn quý vị. Thành ra khi mà chúng ta học, nếu mà chúng ta học về nói về cái phần giới, thu thúc lục căn cũng là giữ giới, thu thúc bằng niệm cái người đó cũng là đang giữ giới, hoặc là trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng cái vị đó đang lắng nghe cái lời của Đức Phật dạy từng lời như vậy, thì đối với cái lúc đó đó chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định nó đều sanh lên, thì lúc bấy giờ cái sự mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng nó không thể nào mà nó sanh lên được do một người mà có chánh kiến rồi. Tại sao mà bình thường chúng ta sanh khởi tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng? Tại vì lúc đó chúng ta đâu có quán xét cái gì, mà chúng ta đang bị tham ái tà kiến, đang bị những cái phiền não nó chi phối, thành ra lúc đó tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng gì đó nó mới sanh lên. Còn lúc mà khi mà chúng ta tu tập mà đến cái giai đoạn mà cái vị mà quán thấy về tứ đế này
thì lúc đó cái trí tuệ của vị đó chánh trí, chánh kiến sẽ làm cho không thể nào tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng sanh. Thành ra chúng ta thấy rằng lúc đó có về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì chúng tôi nhắc lại cái chỗ này, một cái vị mà khi mà tu tập về cái đề một hơi thở, cái vị đó nhận biết toàn bộ cái gì mà nó liên quan tới hơi thở. Có nghĩa là cái gì vị, cái lỗ mũi mình hơi thở ra vào ở trong đó, ngay cả cái tâm của mình luôn, mình thở được là do còn cái tâm, do có cái tâm thành ra nó thở được. Đó, toàn bộ cái gì nó liên quan tới hơi thở nó nằm ở trong khổ đế. Đó, rồi cái nhân mà sanh ra cái hơi thở này ở cái nhân quá khứ hoặc là cái nhân hiện tại là do vô minh, tham ái, thủ và các hành rồi nghiệp vân vân, thì cái đó nó thuộc về tập đế. Nó thuộc về tập đế. Cái vị đó nhận biết được hai cái điều này, nhận biết được hai cái điều này, thì khi đó cái vị đó biết rằng là nếu mà không có hai cái điều này nữa thì coi như là sao quý vị, không có hai cái điều này nữa là vắng mặt khổ đế và tập đế, thì là diệt đế, thành ra là cái đế thứ ba. Thì rồi khi mà cái vị đó tu tập đang quán như vậy, đang quán như vậy với cái chánh kiến mà nó sanh lên là coi như là theo sát hay là khởi lên chánh kiến sẽ theo sát để mà biết được cái trạng thái vắng lặng đó là niết bàn. Chánh tư duy có nghĩa là dán tâm vào niết bàn, chứ không phải là lúc này là chánh tư duy là ngăn ngừa cái sự mà dục tầm, sân tầm, não hại tầm được, cái này không có. Lúc này là chánh tư duy là dán tâm vào cái gọi là là nhiệt đế đó, là có nghĩa là niết bàn. Chánh niệm là ghi nhớ cái trạng thái nhiệt đế đó. Rồi chánh tinh tấn là nỗ lực để mà chứng đắc được niết bàn đó. Rồi chính là tập trung vào cái trạng thái của niết bàn, tập trung vào đó. Rồi còn đối với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có mặt là do có chánh kiến, chánh tư duy rồi, có nghĩa là mình thấy rõ mùng một hết rồi, nhân quả nghiệp báo mình thấy đủ hết rồi, thành ra lúc đó là cái quy lực đó là tự động chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó đã sanh lên đó. Thành ra lúc đó là coi như là đủ bát chánh đạo, có nghĩa là trong đề mục tu tập hơi thở này, từ từ dần dần cái sự tu tập đó thì chúng ta sẽ thấy qua từng cái giai đoạn cận định, rồi an chỉ định, rồi cái vị đó đắc được định, rồi luyện thiền, rồi xong rồi tu tập quán về hơi thở, thấy được danh pháp, sắc pháp hoặc là ngũ uẩn sanh diệt. Khi mà chúng ta hít thở vô, hít thở ra, chúng ta thấy rõ những cái điều đó, rồi chúng ta thấy rõ được những cái nhân mà nó phát sanh về cái danh pháp, sắc pháp này, rồi chúng ta sẽ không còn hoài nghi, không còn hoài nghi về cái sự có mặt của chúng ta. Thì do vậy dần dần mình coi như là mình đoạn trừ được những cái phiền não, và cuối cùng thì cái vị đó tu tập quán xét đối với cái đề mục hơi thở, thấy được tứ đế sanh lên, thành ra đối với các cái tầng thánh từ tu đạo quần đến đạo quả a la hán, vị đó đạt được là do thực hành về cái đề mục niệm hơi thở anapanasati đó. Là cái phần này là chúng tôi cũng cố gắng để trình bày cho quý vị nghe trong cái đề mục hơi thở mà trong hết mấy tuần lễ, hết mấy tuần lễ. Cũng mất thời gian nhiều, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng có cái điều lợi ích rất là nhiều. Tại vì nếu mà chúng ta không có cái lớp học này thì chúng ta không có một cái chỗ nào để chúng ta phân tích từ từ ra hết, từ từ ra hết. Thành ra mong quý vị cũng hoan hỷ với cái sự trình bày từ từ của chúng tôi, mỗi ngày một chút, và cho đến nay thì đã xong cái phần mà thực hành niệm hơi thở anapanasati. Với cái phước này, với cái phước này chúng tôi xin dâng đến
Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong với ngài quý vị quan hỷ với cái phước này để được an vui, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời giới thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngụ chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị long vương, càn thác bà, ngạo quỷ, atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mạch phước mài, chư thiên chúa diêm dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong các ngài các vị quan hỷ với phước này để được an lạc lâu dài. Kỳ sau thì chúng ta sẽ bước qua cái phần tứ quan nghi. Dạ, bây giờ thì xin chào quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, cảm ơn sức cảm động. Dạ, sa thú, sa thú. Tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm cho chúng con hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Đức Pháp Tính chúc cho rung, vì hôm nay không có thượng tọa Minh Hạnh. Và kính dân mít đến sư. Tu sapa mangalang rakan tu sapa dewata sapa buta nupa wena sada soti pawan tu tei bahwa tu sapa mangalang rakan tu sapa dewata sapa thamma nupa wena sada soti pawan tu tei bahwa tu sapa mangalang rakan tu sapa dewata sapa sangka nupa wena sada soti pawan tu tei. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Yadevata Santi Viha.